Ok loài gam, chào mừng tất cả gam đã quay trở lại với tôi nhá. Tôi đã lại quay trở lại với thử thách sinh tồn nhưng mà bắt đầu từ trong địa ngục của đây anh em. Không nói nhiều nữa, chúng ta vào luôn thôi anh em. Không có lằng nhằng anh em nhá. Flint và Steel, ok. Nhưng mà bây giờ thì tôi nhận ra là sinh tồn trong địa ngục nó khá là khó nên là tôi nghĩ rằng là tôi sẽ dùng cái respawn ăn cho chứ tôi sẽ không có gọi là chết bằng mạng người rồi bỏ luôn anh em ạ. Ui ôi. Phải sinh tồn trong cái khu này hả? Sinh tồn trong khu này hả? What? À, tôi không biết là tôi phải nói gì luôn anh em ạ. Tôi không biết tôi phải nói gì luôn. Nhưng mà sợ gì anh em, đúng không? Không thì phải sợ hết. Để tôi tìm cái cục ấy tôi lấp vào nào. Cục ba sa đấy. Được cục ba sa này. Lấp cái này có hơi gợt nhưng mà cũng cứ gọi là mình lấp tạm. Ok. Không sao hết anh em ạ. Ok, đi rồi anh em. Không có việc. Ui, cái gì đấy? Chưa gì đã mất máu rồi này. Thôi. Đau quá. Đau quá cho em này. Ui rồi. Trời ơi. Nấm kìa, nấm kìa, nấm kìa. Nhưng mà bây giờ con nấm mà không có ấy thì cũng khó. Được một cục nấm. Bây giờ mình phải đi chỗ nào đó mà nó có cây cối cho mình anh em ạ. Vừa vào cái dãy này rồi thốn quá nhờ. Tàn tích quá nhờ. Bây giờ chỗ nào đi được ta? Cố gắng lên nào. Không ngại khó khăn anh em ạ. Úi rồi, cẩn thận nào. Ô, tôi nhìn thấy cái chỗ kia là vùng bình thường kìa. Cái máu tôi yếu lắm nên là tôi phải đứng tôi đào đá này thì xuống thấp thấp anh em ạ. Chứ bây giờ mình nhảy xuống thì khéo là mình chết luôn ấy. Cố gắng nào. Mình ngã từ bao nhiêu block xuống thì mình sẽ không mất máu ta. Thế này thì vẫn mất hay sao ấy. Thêm một block nữa thì sẽ không còn mất máu nữa này. Tôi nghe tiếng bọn slam. Thế bây giờ làm sao xuống ấy kìa. Bây giờ làm sao xuống ấy kìa anh em. Chơi khó mình nhỉ. Bây giờ mà ngã xuống là đau này. Cái vùng kia là vùng bình thường kìa. Thôi chắc là chúng ta phải tự sát thôi anh em ạ. Tôi đặt lại cái cục đấm ở đây, chốc súng nhặt lại. Phải tự sát vì một tương lai tốt. Để từ từ tôi nhảy đây anh em ạ. 1 2 3. Ok, đi thôi anh em. Đi cẩn thận nhá, không có chạm vào lava nhá. Nãy mình đi đường này đúng không? Có đúng không? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cố gắng nào. À giờ cao thế nhỉ? Ok. Vừa nãy mình đứng ở đâu đó ở đây ấy. Đây này, này. Mình chặt cục nấm. Nấm quan trọng lắm. Sao mình ngã ở đây này? Ok. Đau phết. Cố gắng lên. Cái gì đấy? Ui trời ơi. Tôi vướng cục đá trên đầu anh em ạ. Không sao cả.
Không có việc gì khó. Tôi sẽ hoàn thành được cái thử thách này. Nào. Úi giời. Không sao các bạn, lại. Sẽ làm mà thôi các bạn, sẽ làm được thôi. Đó. Xuống đây, xuống ở đây này, nhẹ nhẹ thôi, đúng rồi. Xong từ đây mình chạy qua bên này này. Yeah, ok. Đau phết. Đau đấy anh em ạ. Từ đây nhảy làm cẩn thận cái cục cái này. Ok. Woo. Ui. Trời ơi. Suýt qua rồi anh em ạ, suýt qua rồi. Ui, chết rồi. Chúng ta hết 4 mạng. Nó của Crispon ăn cho nhá. Chưa hết 4 mạng mà sau đó hồi sinh ngoài đời thì là thử thách kết thúc anh em ạ. Cẩn thận anh em ạ, phải cẩn thận. Cố gắng thế nào. Cẩn thận nào. Một mạng nữa cũng không được để chết đấy các bạn. Hoặc là mình đi kiếm được cái glowstone rồi mình phải để lại, mình quay ở đây rồi thì mình hồi sinh lại Crispon Ancho ấy. Nạp lại Crispon Ancho. Chứ mà để nó hết stack như vậy là nguy hiểm lắm. Cẩn thận nào. Trời ơi, cái con kia. Ui ôi. Ui từ từ nào. Đào nhanh nào. Thôi mình đi cái đường khác đi. Cái con kia nó đuổi tới đằng sau tôi rồi. Nó đâu rồi? Bây giờ mình lại phải qua bên kia. Đây. Ui. À. Không sao các bạn. Hardcore creative. Chết quá 4 mạng rồi là mình bị thua thử thách rồi, buồn quá. À, chúng ta phát nữa chúng ta bị ấy lại ngoài đời rồi. Lại. Tôi mong là cái phát này nó cho tôi cái địa ngục dễ dễ hơn. À. Căng quá. À. Cây cối có vẻ đẹp anh em ạ. Trông phải yên bình. Flynn nào. Đi vào thôi. Ok. Đẹp quá nhờ. Cảm ơn game nhá. Game mà đúng mới chôn mình à. Vừa nãy nó cho mình ở chỗ kia đúng là toang mình luôn. Quáp cái lá cây ấy. Đây rồi. Để tôi xây lại cái lá cây cho đẹp. Ok. Vứt hết cái này đi. À, gì nhỉ? Respawn ăn cho. Glow. Ok. Ok. Chuyển game mode thôi. Ok anh em đi rồi. Chúng ta chỉ có 4 mạng thôi nhá. Chơi cẩn thận. Chặt cây trước. Tôi nhớ hồi nãy là tôi thấy nó có cái cây ở đây này. Mắt tôi nó cú vọ lắm anh em ạ. Mình đào xuống này thì mình cũng sẽ được xuống luôn. Mình cũng sẽ đỡ phải mất máu để mình nhảy xuống. Ờ nhờ. Tiện. Nói chung là mình được sinh ở cái vùng rừng xanh này là cũng tiện đấy anh em. Bởi vì là nó yên bình hơn là cái vùng rừng đỏ. Cái vùng rừng đỏ nguy hiểm kinh khủng luôn. Cái vùng rừng xanh này có mỗi bọn Enderman thôi. Nếu mà mình mà không cẩn thận mình nhìn vào mắt bọn nó thì mình mới chết. Rồi. Ok, khá là nhiều gỗ rồi.
xác định phương hướng để đi anh em ạ. Bây giờ đi đâu ta? Gravel này rất là cần cái Flint này. Làm ơn là ra cái Flint này. Nói chung là chúng ta có chuẩn bị trước anh em ạ, bởi vì không biết đâu được, vì biết đâu là sau này chúng ta đủ hết tất cả nhưng mà thiếu Flint. Tôi thấy cái tỷ lệ mà đập cái sỏi mà nó ra được Flint là khá là ít. Vì sao mà tôi lại cầm cái cục này này? À đúng rồi, thì vừa nãy thì tôi đào cây mà đúng không? Cố gắng ra Flint nào. Khó nhờ. Đây rồi, Flint đây rồi. Vứt cục sỏi là chả cần đâu. Chưa thấy có cái dấu hiệu nào của đồ ăn cả các bạn ạ. Bởi vì tôi nhận ra là cái vùng rừng xanh, rừng đỏ này là nó rất là, nó không có cái nấm màu nâu đâu. Chúng ta phải đi qua cái vùng rừng bình thường ấy, chúng ta phải đi qua cái vùng rác thải địa ngục ấy. Nhưng mà trước tiên mình cứ làm chút đồ đã. Trước tiên là cứ phải làm được cái rìu đã. Tôi sẽ cố gắng để không bị chết một phát nào ở cái thế giới này anh em ạ. Tôi sẽ làm được anh em ạ. Tôi sẽ làm được. Cái vai này đấy, cái vai thì mình trèo lên nó hay lắm đấy, này. Đó. Anh em hay không? Ê. Đó. Vừa nãy tôi nhảy chưa anh em? Vậy tôi nhảy chưa? Tôi còn chưa nhớ à, vậy tôi nhảy rồi đúng không? Tôi chết ở mạng sau đó thì tôi nhảy ở cái gua kia rồi, ok. Cái vùng này bình thường ấy. Chứ có nấm nhắc gì không? Chùm thì có nấm thì cả. Tôi làm cái cuốc, tôi tiện tôi đào lên trên kia cũng tiện farm đá luôn này. Ok. Cố gắng nào. Từ nãy giờ vẫn chưa thấy một mỏ vàng nào anh em ạ. Không biết là tôi đã bị fail cái thử thách địa ngục này bao nhiêu lần rồi. Bởi vì là có vài lần thì tôi quay nhưng mà tôi không có đăng lên đấy anh em. Cố gắng nào, vì tương lai anh em nhỉ. Mình đào phải cục này thì mình sẽ đào khá là lâu. Thôi mình tránh, thôi mình né cục cái này anh em, cho nó an toàn, cho đỡ lâu. Hỏng rồi. Làm cái cuốc mới à. Đào cái này. Cao phết nhỉ, mãi vẫn chưa lên tới đỉnh này anh em. Lên đi đỉnh. Đây rồi. Lên tới rồi. Enderman. Thế này mình không cẩn thận là mình chết, là mình mất đồ, là mình chả biết cái đường để mình quay ở đây đâu anh em, nên phải cẩn thận nhá. Cẩn thận. Ồ, kia là vùng bình thường nha anh em kìa. Ồ. Hay vùng hay cái này, vì sao nó có cái gì, nó cứ như kiểu là nó mới có cái gì nó trượt qua đây, nó lu qua đây, nó làm ở đây, nó không có cái cỏ xanh. Cái vùng bình thường này đẹp quá nhở, nấm kìa, quanh ấy luôn kìa. Gát à, ui rồi nó đánh cả tôi và con lợn anh ạ. Cái có mất dạy này. Đau quá nhở. Ấy à.
Đau quá anh em ạ. Trốn đâu bây giờ? Đây à? Có vẻ nó không biết là tôi trốn đây các bạn. Ai bà bạn nhá. Đào anh các bạn. Thôi bạn gát nhá, bạn cứ bay đi nhá. Nguy hiểm anh em ạ. Ok. Tôi đang tính là mình đi lấy đồ ăn sau, nhưng mà tôi thấy máu tôi kia có vẻ là tôi phải đi lấy đồ ăn ngay lập tức anh em ạ. Tôi có vẻ là không chịu thêm phát nào nữa đâu. Cố gắng chạy xuống chỗ đồ ăn nào. Nấm đâu rồi, nấm ấy kìa. Nhưng mà chưa có cái nấm màu nâu. Chúng ta phải cần cái nấm màu nâu nữa cơ. Cầu mong là không có bọ lợn kia. Đào tí ấy nào. Mãi mới gặp được vàng. Rồi. Cố gắng. Bao nhiêu rồi? 58 u nhiều thế. Làm luôn. 6 cục luôn. Chúc cho mấy anh lợn 2 cục. Hello anh. Vàng tiếp kìa. Nhưng mà hơi cao thôi, kệ đi, bỏ đi. Cây. Wow, nó có mỗi cây nó mọc chơi chọi ở kia trong hay phết nhỉ. Cố gắng nào. Ui, xa quá, không được. Ok. Có nấm nâu không? Ở kia kìa, tôi nhìn thấy có nấm nâu. Tôi đào xong cái này xong tôi đi lên lấy. Trời ấy nhiều xong giờ mắt tôi thành mắt thần ấy rồi anh ạ. Nhìn đâu cũng ra được. Tôi thật là tôi bị cận đấy anh em, nhưng mà tôi nhìn vẫn tốt lắm. Ui, suy tính tới thì nhà mặt anh Enderman. Tôi mà nhìn mặt anh Enderman là cả cuộc đời tôi kết thúc đây anh em. Sự nghiệp chấm dứt anh em ạ. Đau lòng lắm. Làm cái ấy nào. Bà bầu. Ok. Chắc là chúng ta làm cái bầu cực kỳ nhiều lần rồi đây anh em ạ. Có nghĩa là chúng ta chết cực kỳ nhiều lần rồi đấy anh em. Ok. Máu hồi lên rồi đấy anh em. Rồi. Tích đồ đó anh ạ, tích đồ đó. Nguy hiểm quá. Ăn cái. Vừa đào vừa ăn. Tôi nghe tiếng bọn Enderman cứ như kiểu là tôi đang đi trong em anh em ạ. Ok. Nhiều vàng phết nhỉ. Mỗi tội có một cái đó là mình chưa có tìm thấy đá anh em ạ, tôi rất là muốn có đá. Nhưng mà tôi, kinh nghiệm của tôi đó là phải đào thật nhiều vàng anh em ạ, thấy vàng là phải đào bằng bất cứ giá nào anh em ạ. Nói chung là tôi nói vậy thôi, chứ mà vàng mà ở chỗ cao quá thì cứ bỏ đi cũng được, mình đi tìm chỗ thấp thấp đào ấy. Thiếu gỗ này. Làm cái cuốc ấy thôi, cuốc gỗ thôi, làm cuốc vàng phí lắm. Ui. Cái con gắt bắt dậy này. Tránh ra. Trời ơi, cái con gắt bắt dậy này. Làm hỏng cái ấy của tôi rồi. Cục vàng của tôi ở đây còn không?
Đau quá. Thôi nhá, anh em với nhau chả hiểu. Cục xúc quá anh em ạ. Cái gì cũng xử lý bằng bạo lực. Nó đi rồi anh em ạ. Chán quá đi rồi. Nó bắn tôi tiếp ấy. Nó bắn tôi tiếp ấy. Tôi mà có cung này thì thiếu sử cái này rồi đấy. Ở đâu rồi? Thôi tôi đào cái cục grab table của tôi đi cho đỡ, cho an toàn anh em ạ. Tôi sợ bị cháy quá. Còn bát cuối này. Ăn nốt bát súp cuối. Ăn súp cua. Hey. Đó, súp cua, súp cua. Tôi thích súp cua. Cây cối à? Cây cối. Vùng tăng tích kia đúng không? Hey. Đi thôi anh em ạ. Tôi nhìn thấy đá rồi. Tôi nhìn đá trước mặt rồi. Cố gắng để đừng có nhìn mặt mấy anh Ender. Đó, tàn tích này. Đào tí đá nào. Xin tí đá. Có được Stone Edge chưa? Đó, Stone Edge. Ngon ngay. Đào nhiều nhiều tí anh em ạ, quan trọng lắm. Ok. Tối phết. Anh em thông cảm nhé, có gì thì anh em bật sáng màn hình ấy nhé, bởi vì là trong này nó không có đuốc anh em ạ, thật. Nó không có đuốc cái này là tối lắm, chứ tôi mà có đuốc tôi cắm nó ngay cho anh em rồi đấy. Đây mình nhìn ra chỗ lava còn sáng đúng không? Đây có lâu đài của bọn Bastion không? Bọn lợn cướp. Úi da. Mấy anh lợn cướp kìa. Có một chút vàng thôi. Chưa đủ để vứt cho. Nói chung là mình cứ làm giáp của mình đã anh em ạ. Còn vàng của mấy anh ấy kệ mấy anh ấy đi. Có vàng ở trên này là chắc là lên đào tí ấy các bạn. Cẩn thận lúc ngước lên lại nhìn nhầm vào mặt anh Enderman. Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy tôi chăm chỉ tôi đào khoáng vậy nhá. Chứ mà trước đây là tôi rất là ngại đi đào khoáng. Thật. Cái thằng Enderman nó không giống như mấy cái thằng bình thường khác. Giống kiểu là mình mà gặp mấy thằng Creeper hay Zombie khác ấy, mình cứ vào mình xử của nó thôi ấy. Thì nó rất là tiện. Ồ, cẩn thận này. Thế nhưng mà riêng cái thằng Enderman là nó cứ cho mình sợ tâm lý ấy, anh em ạ. Thì kiểu là mình cứ bị sợ tâm lý khi mình thấy nó ấy. Kiểu là mình cứ sợ chẳng may mình nhìn nhầm vào mặt nó ấy. Chứ còn mấy con như kiểu khác Zombie, Skeleton thì mình cứ né ra cho tiện ấy. Úi rồi ôi. Trượt chân xuống một phát là toàn cám anh em ạ, toàn cám luôn ấy. May quá nhờ. Mình vẫn chưa cám, có vẻ là ông trời còn thương mình lắm. Tôi cố gắng tôi đào hỏng cái cuốc gỗ đi, sau thì tôi mới dùng đến cuốc đá anh em ạ. Anh em thông cảm nhá. Xin tin đấm. Đồ ăn nhiều quá nhở. Không lo chết đói rồi. Mình còn nhiều gỗ. Mình sắp hay gỗ rồi anh em ạ. Chắc là tôi phải đi đào tí gỗ. Chặt tí gỗ chứ hề. Nói chung là tôi cũng cứ bị. Nói chung là tôi cứ bị quen quen. Cứ đào đào. Nào cũng đào. Chặt tí cây. Mà thôi nói thật chứ 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 đồ đồ này vứt hết đi. Đưa ấy đây để tôi làm mấy nào.
quốc đá rìu nè. Rồi chả hiểu dùng đồ vá vật anh em nhở. À, vẫn nó có cái cây nên đào rồi chặt rồi. Nếu mà anh em mà muốn làm cái khiên thì anh em phải có bạc hay sao ấy, hình như là chỉ cần một bạc đúng không, một bạc là mình làm cái khiên anh em ạ. Thế nên là nếu mà chốc nữa mà tôi mình đi fortress hay tôi đi đâu mà tôi thấy bạc thì tôi sẽ làm cái khiên. Khiên cực kỳ quan trọng anh em ạ, thật quan trọng lắm. Mà tôi nhận ra là mình hơi ít cái cục blackstone, hơi ít rồi nhưng không sao, thực ra cục đó thì cũng không cần nhiều lắm, cần nhiều nhất cần nhiều là gỗ này, blackstone là đá đấy. Để tôi grab thử xem có đã được cái bộ da vàng hay gì chưa. 16 à, làm được cái áo này, làm được cái nón này, chung là cũng suýt đủ anh em ạ, còn thiếu cái quần thôi. Nói nhỉ, hello anh con, thằng con. Vàng kìa. Được có mỗi cục anh em ạ. Nhạc nghe ghê quá nhở. Nhạc này là nhạc trong em đúng không anh em? Nấm tiếp kìa, nhiều nấm nhở. Để lấy luôn thôi anh em ạ. Glowstone. Hello anh. Đợi em có full đồ xem vứt vàng cho mấy anh nhá. Cái gọi là cách duy nhất để mình thoát ra được khỏi đây phần nhiều là nhờ mấy anh lợn đấy anh em ạ. Phần nhiều là nhờ đồ của từ mấy anh lợn vứt cho đấy. Nói chứ mấy anh lợn cứ gọi mấy anh là cướp cho mấy anh hào phóng lắm. Không biết là được bao nhiêu vàng rồi. 21 à? 21 là được 3, 3, 3, 6 à? Thế mình cần 7 cơ. Bên kia có nấm này nhưng mà đây nguy hiểm này. Để tôi ấy qua tí lấy tí nấm anh em ạ. Gùi chắc chắn về không chết luôn, chắc chắn không chết. Cái gùi chết tôi một con chó. Gùi chết tôi một chó anh em ạ, chắc chắn luôn. Bao nhiêu nấm này? Nhiều vậy 18 và nấm 8 à? Ít quá nhỉ? Cái nấm ấy có vẻ ít hơn này. Bây giờ ngã ở đây chắc đau, cứ ngã không đi. Mình có nhiều ủi ôi. Mất hơn nửa bình anh em ơi. Ồ, nấm mình kia nhiều kìa. Từ từ cho tôi thu hoạch đồ ăn cái đã nha anh em nhá. Có thực với vực đạo anh em ạ. Lấy nấm đã. Chậm mà chắc. Có vàng này, đào tí vàng. Ok, cố gắng à. Rồi. Ok. Anh em ăn súp ở ngoài đời anh em có thấy no không? Tôi thật chứ ăn súp ngon thì ngon thật, nhờ mỗi tội là mỗi tội lá chả no đâu anh em. Chả no đâu. Xung quanh có lợn. Ô cái gì đấy anh? Thôi. Thôi nào, cái gì đấy? Thì em làm gì đâu? Chắc anh thấy tôi lấy cái vàng rồi anh bực quá anh bắn anh em ạ. Đuổi theo bắn luôn. Căng. Tôi nghĩ là như vậy nấm cũng khá khá rồi, được 36 rồi. Bây giờ mình đào. Ủa sao đông nhỉ?
Có vẻ chúng có quyết canh cái chỗ vàng này anh em ạ. Chắc tôi không lấy chỗ vàng rồi. Tôi đi qua bên kia tôi lấy nấm bên kia vậy. Quyết canh chỗ đấy luôn. Quá căng. Đúng là mấy anh lợn. Chỗ này mà xây ngu người mà chết là gọi là một trong những pha chết thảm hại nhất nhất của tôi luôn đấy. Gát đừng có bắn nha. Bởi vì đôi khi con gát nó đứng xa con nó bắn mình sẽ không nghe tiếng của nó bắn anh em ạ. Hoặc là nó bắn vào đúng lúc mà tôi đang nói tôi sẽ không nghe gì. Nguy hiểm nhé. Ok. Đó, chúng ta đã có đều đều cả hai loại nấm rồi, 18 và 36 là nó gấp đôi ấy à? Cái nấm đỏ nó gấp đôi cái nấm nâu luôn. Hóa ra là trong địa ngục cũng có khá nhiều cái nấm đỏ đây anh em ạ, chứ cũng không phải là ít đâu. Để tí tôi uống nước cái anh em nhá. Khát nước quá. Ok anh em. Có cái gì thú vị ở đây không? Không có cái gì à? Đào đây cái là mình tụt xuống dưới lava luôn, nguy hiểm. Đào tạm ở đây vậy. Tôi cứ nghe tiếng rít rít của cái gì ý. Đây. Mình đủ để làm cái quần rồi đấy anh em. Mình làm cái quần xong rồi mình sẽ có thể vứt vàng được cho mấy anh lợn rồi. Chừng là cứ phải gọi là có một bộ giáp tạm thời các em ạ. Nói thật chứ cái giáp vàng nó là cái giáp gọi là khỏe nhất mà mình có thể kiếm được ở trong địa ngục ở đây anh Tất nhiên là không tính cái Ancient Debris. Tại vì là cái đó thì phải cần có cái kim cương trước đúng không? Đấy, còn cát nó bắn ấy. Còn để chơi xấu lắm, nó toàn canh cái lúc mình ấy đấy, nó bắn ấy khô lắm. Bắn đi, bắn đi, bắn đi, bắn đi nào. Bắn đi, bắn đi. Bắn đi. Tôi sẽ bắn vào đầu nó cho anh em xem. Ôi xịt kìa, xịt kìa. Hả? Ôi chết cha rồi, tôi đánh nhầm bọn lợn rồi. Tôi đánh nhầm bọn lợn rồi. Ôi mày, ôi rồi, quân toàn lợn nó ra rồi. Anh em ơi, có ai không cứu tôi? Phá cổng đi. Ôi may quá anh ạ, tôi phá cổng ấy rồi. Tôi thoát rồi. Ôi. Cái gì đấy anh? Chạy nhanh thế, từ từ nào anh. Anh dọa mà. May quá. May quá. Tránh tránh ra để em đào vàng nhá, tránh tránh nhá. Nó đứng ở đây tôi có đào được không anh em? Nó rơi xuống cái hố ấy rồi ấy, đào luôn đào luôn. Phải tranh thủ đào. May may mà tôi có cái cầu anh em ạ, tôi phá cái cầu thì cái ngon ngay, may quá. À hi hi hi. Thằng kêu ấy. Thừa 6 cục à? Để tìm mấy anh lợn rồi cho mấy anh cái. Cái con lợn con kia tránh ra nhá. Con lợn con đấy là nó cực kỳ mất dạy anh em ạ. Nó cầm vàng của mình xong nó chạy đấy. Nó không đưa mình đâu. Tránh ra anh lợn nhá. Nấm tiếp kìa. Nhiều phết. Tôi chả lo thiếu đồ ăn này. Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ cần phải có một căn nhà. Các bạn, tôi nghĩ là tôi cần phải có một căn nhà. Vì từ nãy giờ mình cứ đi lung tung mình tìm đồ ăn vậy là cũng đủ rồi. Một căn nhà. Đi qua bên kia đào thêm chút ấy nào. Nấm em nào. Ui. Cẩn thận nào. Sao mà tự nhiên tôi bị lạc mất phương hướng vậy. Tôi suýt nữa tôi lao xuống 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 bên dưới kia nhá.
Thỉnh thoảng đầu óc tôi hình như là nó bị cái gì ấy, kiểu là nó hơi bị choáng hay là bị sao ấy. Để tôi xây cầu qua. Cái này vứt đi chả cần đâu. Ok. Ái chà. Thử thách để có thể phải thử thách để vượt qua để có thể cầm nấm đỏ. Căng. Nấm của anh nhá. Anh xin tí nấm nhá. Quá ngon. Bệ ôi rồi. Vừa nghĩ ông đầu cái nó hiện ra luôn anh em ạ. Tôi đang bảo, tôi đang tính bảo là bây giờ là cần phải tìm được cái vùng cây xanh để mình có thể làm nhà. Vừa nghĩ ông đầu cái nó hiện ra luôn. Tiện quá, đào thêm tí vàng nữa nào. Ok. Đồ ăn còn không? Ôi dồi ôi, đồ ăn không thiếu anh em ạ. Nào bán đồ ăn nhá. Đây, nào mà muốn mua shop thì cứ PM cho Facebook của tôi nhá. Shop free anh em nhá. Ok anh em, chúng ta bắt đầu đến công cuộc làm một căn nhà thôi anh em ạ. Đã đến lúc rồi. Nhưng mà tôi phải thú thật với anh em là tôi không có một ý tưởng nào về xây nhà. Tôi xây nhà rất là kém. Tôi phải nói thật với anh em như thế. Vậy nên là tôi nghĩ là hôm nay là tới đây thôi anh em nhé. Xong buổi sau chúng ta cùng tiếp tục cuộc hành trình phiêu lưu trong địa ngục. Cái rừng này chính là cái chỗ vừa nãy của mình này đúng không? Thế cái ăn cho của mình đâu? Cái ăn cho của mình là nó cũng gần gần đây đấy. Đây anh em nhá. Sau tập tiếp theo tôi sẽ xây nhà ở đây anh em nhá. Ok. Hôm nay tới đây thôi anh em nhá. Bye bye anh em. Tôi chắc chắn sẽ phá đảo cái địa ngục anh em ạ.